Chào các bác làm vườn nhé. Cơ sở may túi bao trái cây hôm nay sẽ gửi tới các bác cái dòng túi bao quả ổi. Đây là kích thước nhỏ 18/20. Thì em cũng bỏ 100 túi ra để các bác nhà mình được biết. Đây là chất túi vải, là dòng túi an toàn tuyệt đối ruồi vàng. Với 100 túi thì bên cơ sở em Thảo sẽ bọc sẵn như thế này để gửi tới tay các bác nhà mình. Đấy, 50 cái trên một cái gói nhỏ bên trong như thế này. Cái kích thước này thì em cũng chi tiết về kích thước nhá. Kích thước này là kích thước 18/20. Và túi nhà em là túi bằng vải sơ, là cái chất vải dai nhất, và được may thủ công 100%. Bên cơ sở em Thảo thì cũng đã nhận gửi và ship cho các bác rất là nhiều trên mọi miền Tổ quốc. Thì đây là một cái video thực tế nhất mà bên cơ sở em đang đóng gói và gửi cho các bác làm vườn. Đây là túi kích thước 18/20. Em sẽ có kích thước là 20/20 hoặc là những kích thước to hơn nhé. Thì đây là kích thước nhỏ, các bác có thể tùy theo yêu cầu. Và em sẽ bỏ túi bao mít nhà em ra để cho các bác nhà mình được xem luôn qua cái video này. Để bác nào mà làm vườn đang quan tâm tới túi bao trái cây, liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video đây nhé, để theo dõi và xem được rất nhiều những cái túi bao trái cây của bên cơ sở em Thảo. Đây là túi bao mít là chất lưới thái. Đây em sẽ để ra đất như này cho các bác nhìn cho nó được rõ cái chất lưới này. Cái chất lưới này thì các bác sử dụng bền lên tới 4-5 năm ở cái chất lưới thái của bên em. Đầu của nó là dây cước, chất lưới rất chi là dai, được may thủ công hoàn toàn. Đấy, và đây là cái đầu rút nhá. Cái đầu rút này các bác này, rất nhiều bác bảo cái dây cước này thì có tác dụng gì thì em cũng chia sẻ luôn nhé. Cái dây cước này khi các bác buộc thì các bác thun vào, các bác thun chặt vào, và quả mít của các bác mà nó mà lặng ấy thì các bác có thể treo lên trên cành cây. Các bác sẽ treo lên trên cành cây như thế này thì đồng thời các bác giữ luôn cái quả mít để cho nó đảm bảo nhé. Túi này kích thước của nó là 50/70. Bên cơ sở em Thảo thì sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Các bác cứ mua 100 cái này em sẽ miễn phí ship hoàn toàn nhé. Đây là túi cước, và em sẽ bỏ cả túi mùng ra nữa để các bác nhà mình được xem. Bên em sẽ có đủ các loại kích thước túi nhá, từ bao bưởi diễn, bao bưởi da xanh, bao mãn cầu, bao sầu riêng. Các bác cứ cần kích thước nào thì cứ alo trực tiếp tới đầu số điện thoại, em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái chất liệu túi của bên em. Đây là lưới mùng. Mùng này sẽ là mùng cứng, loại mùng đẹp các bác ạ. Cái này đầu lưới cũng là lưới cước nhá. Tất cả cái dòng lưới này thì các bác sử dụng bền lên tới 3 vụ trở lên. Đây là cái mùng cứng này, cái này cũng sẽ an toàn sâu bệnh tuyệt đối luôn. Cái này kích thước của nó cũng là 50/70, và giá của nó thì sẽ rẻ hơn lưới thái nhé. Đấy, em cũng sẽ miễn phí ship trên toàn quốc luôn. Đây, và sẽ chi tiết ở cái dòng túi bé này, để các bác như mình làm cam, làm vú sữa, làm ổi các bác sẽ nắm bắt được. Dòng túi này thì giá rất chi là thấp. Em bán là 60.000 đồng trên 100 túi 18/20. Và chất liệu thì sẽ đẹp như hình các bác nhìn nhá. Túi sơ và dai, bao chất lượng, tới lời các bác kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Bên cơ sở em Thảo thì các bác cứ mua 1.000 túi bé như này là em đã miễn phí ship hoàn toàn rồi. Còn các bác mà mua kích thước túi 20/20 thì giá của nó sẽ chênh thêm một xíu. Có mỗi một kích thước lớn hơn thì nó sẽ chênh nhau một chút nha các bác nhé. Còn loại này là em đang bán cho bác là 60.000 trên 100. Đấy. Và các bác miệt vườn đang quan tâm tới túi mướp hoặc là túi xoài, túi ổi, túi vú sữa, bên cơ sở em Thảo đều có hết để phục vụ các bác nhà mình. Một cái video ngắn này thì em chỉ chi tiết về túi nhỏ và dòng túi mít thái, là cái chất mít siêu bền nhất đây các bác này, để gửi tới các bác nhà mình nhé. Đấy, cũng rất cảm ơn là các bác đã quan tâm và luôn ủng hộ shop em. Hẹn gặp lại các bác ở một cái dụng cụ sau. Thì em sẽ chia sẻ về nhiều đồ làm vườn của bên em để các bác mình được biết nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Và các bác mà đang muốn tham khảo thật nhiều đồ, muốn xem về tất cả kích thước, các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem được rất nhiều những cái dụng cụ túi bao trái cây và dụng cụ làm vườn của bên cơ sở em Thảo. Chào và hẹn gặp lại các bác nhé.